Vâng, Thắng Sen Long, Thắng Tiểu Tiểu Hiệp, bây giờ Tiểu Thủy Ngư. Mấy ông tiểu này thì không biết là có vẹo gì không. Ông ngực lép kia thì bỏ rồi. Bỏ cuộc rồi. Vâng, ngày hôm nay thì có lẽ Tôm là người được Tôm là người bị ghét nhất cộng đồng AOE Trung Quốc. Có khi cộng đồng AOE Việt Nam người ta cũng ghét anh nữa cơ. Thôi 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 thôi. Lại chấp. Vâng, gờ bờm này còn bảo không sao nữa, tôi chịu chết dân mà không sao thì thôi. Thì ông anh em đánh kèo đen 3 dân đầu. Thì chết dân không sao thế. Đấy thì anh bảo là chết dân không sao thì anh cứ đen 3 dân đầu. Xong. Vâng, bạn Trung 85 lắc quá trời giật tung chả. Không hiểu tại sao anh thế nhở, đường mạng ờ lag thật anh ơi, này có 242 này. Không như vậy, mạng ngon mà. Vâng bạn Trung ơi, mạng ngon, bạn Trung 85 mạng ngon mà. Trận đít Fogrek đúng là như thế, trận đít Fogrek. Vâng, có bạn đi xin anh bờm thuốc. Anh này anh ấy không hút thuốc đâu, anh chỉ chơi cỏ thôi. Không, anh ấy đang chơi cỏ vào rồi. Cần ghét rồi, anh ấy xào thịt bò hết rồi. Cần ghét anh xào thịt bò hết rồi, giờ các bạn hỏi xin điếu thuốc. Giờ mới anh này không hút thuốc đâu. Anh bấm đô lợt dơ cơ mà. Đô lợt dơ. Rồi, đấy là nói giống còn đấu mốt thì bấm đô lợt dơ. nói giọng của Thanh Hóa thì là đúng giọng của quê hương anh bầm thì bấm donuts à. phát âm chuẩn, còn nói theo giọng của Nguyễn Ngọc Ngạn thì bầm donuts à. Thôi em xin anh, như vậy là đã hai mạng người đã nằm xuống ở trên khu vực hai con sư tử, một địa điểm chết dành, vâng, một địa điểm chết dành cho những con người xấu số. Vâng, mà bây giờ thì Top Ru anh đang cắt dân ra để ăn một bãi quả, một bãi chết hai dân. Hai. Vâng, hai mạng người đã phải nằm xuống ở khu vực chỗ đôi sư tử. Thật sự là không ai có thể nghĩ đến kẻ ám sát chính là những con động vật hung dữ. Mới chỉ là 2 giờ đêm thôi, nhưng hai mạng người đã nằm xuống rồi. Một cuộc thảm sát kinh hoàng ở khu vực 210 trung kính. Nhưng bước chân vẫn lang thang. Và Tom Cruise anh đã tìm được một bãi quả mới. Chắc lại thua thôi. 9:30 mới kích mà. 10:45. Không, 10:15. Anh mới bắt đầu có những dấu hiệu lên đời. Vâng, đối phương cầm Minoan, anh cầm cho son. Nhưng đây là một trận mà Tom Cruise anh muốn đánh thẳng cung Nga một áo để có thể chống lại cung Nga hai áo của Minoan. Một câu chuyện quá kinh dị. Một kẻ dùng tay không để có thể khống chế lại, để có thể giết chết được một người cầm súng. Một câu chuyện mà có lẽ rằng chúng ta cũng chỉ thấy ở những bộ phim Hollywood. Kinh hồn. Vâng, có đến 700 gỗ trong nhà nhưng anh chưa biết làm gì cả, đóng e thôi. Giải pháp an toàn không, BL.
12 phút 16. 1 giờ hoàng đạo. Mà có lẽ rằng chẳng ai nghĩ đến nữa cả. Anh mới bắt đầu kích đời. Mày có im không? Thế thì tao đứng dậy đây. Vâng, thế thì thôi. Tôi không bình luận kiểu này nữa. Tôi xin trở lại với những gì mà mình đã từng có. Cảm ơn các bạn đã nghe chương trình radio của Nguyễn Ngọc Ngạn do với sự trình bày của Tuấn Tiền Tỷ. Cảm ơn tất cả các bạn rất nhiều. Vâng, mà thôi chúng ta cũng quay trở lại với trận thi đấu thôi. Anh F3 tiếp đi. Anh đánh tiếp thôi anh ơi. Úi giời. Vâng thôi, nói đùa vậy thôi. Mà anh cứ ngồi cười mãi làm khán giả cũng chửi tôi. Sóc con giò. Vào trong khu vực góc 9 giờ. 27 dân đối phương đánh thẳng cung. Đấy là những gì mà tôm vừa soi tham báo về. Nhà 3 giờ đấy rồi, nhà màu 3. À góc 9 giờ nhà. Úi giời ơi. Ca. Ôi bọn này chơi tốt. Đấy, bó này à dốc cái thế. Cá gạch vào mồm thôi. Bãi vàng ở ngoài. Rồi, một BA ở đây bắn bãi vàng. Và một BK cạnh đấy luôn. Nó sẽ là rất hợp lý. Nhưng mà đối phương kích cung A lên sớm quá. Tôi nghĩ trận này 24 dân hả anh? À thế 24 dân đánh cung Nga. Và đây cũng là một bài khá mới của đội tuyển Trung Quốc. 1P. 1P. Phù được hai nông dân ăn vàng ở đối phương. Bây giờ xong rồi bơm vàng lại cho đối phương sóc cung Nga. Vâng, cố vào, cố thiêu con chém này vào ăn một con nông dân ăn vàng này không? Để cho họ rút ngắn xuống còn hai con nông dân ăn vàng. Bãi hiệu 7 quá to gần nhà nhưng mà game thủ Tiểu Thường Ngư anh không ăn. Thôi chém chạy này là thế nào? Ý anh là không cần ăn hiệu gì. Vâng, sóc chém. Vâng, bây giờ đối phương mang cung Nga lên bắn chết hiêu. Tôm không ăn hoang được nữa. Chém đảo. Và những con cung Nga bắn trượt từ nãy giờ. Thôi ốp nhà BP. Ôi giời, đồng quá. 2-3, tỷ số là 2-1 dành cho game thủ Tôm rồi. Vâng, có lẽ anh ngồi buồn cười quá. Anh không đánh để tập trung trận này. Vâng, xin lỗi anh. Ngàn lần xin lỗi anh. Vâng. Bài này không chết hai dân thì chưa chắc. Nhưng mà hai chết hai dân đúng cái chỗ hai con sư tử. Thì đúng thật là cũng hơi ấy. Hơi lãng xẹp. Tôi mới đi đánh kèo. Nếu em nhiều tiền lắm có xíu xây kèo. À quên, tôi mới đi đánh kèo. Anh vừa gọi ai đấy? Đơn đấy.